Ok, hello, chào các bạn. Ôi bạn, chào bạn đến với channel Quang Dung Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Thì mình cũng vừa vào ở trong bản về mọi người. Thì thấy là em Aino bảo là em Lập Tông. Thì không biết mọi người có còn nhớ cái tên Lập Tông hay không. Thì là một cái em quay phim cho mình, là lúc đầu tiên đấy mọi người. Là quay phim cho mình thì cái đợt đấy sau là thầy bảo là mẹ bị ốm và muốn lên thủ đô để mà thăm mẹ cũng như là làm việc. Nhưng mà bây giờ thầy em Aino bảo là thầy về đây là muốn nói chuyện với mình mọi người ạ. Nên bây giờ là mình sáng xem là muốn nói chuyện gì và cùng xem thế nào mọi người. Thì cái lúc đấy ngày xưa là sau đó 1-2 tháng thì em ấy cũng có gọi cho mình và cũng nói là bây giờ là mẹ ốm nhiều quá, bây giờ mẹ muốn em ấy làm ở trên kia, làm ở trên chỗ thủ đô ấy. Sau một thời gian dài thì mình cũng không liên lạc cùng. Dạ. Ô, ta phải sao được tao này được rồi. Ta là Luca đi đâu? Sí. Bây giờ phải qua nhà của Lindo mọi người ạ. Em Aino đang ở bên Lindo. Nhà này chỉ có để ngủ thôi. Agora quem tá por aqui? Quem tá por aqui é o Mario. O Mario é... E o Malambo e o Antonio. Mario, ba người ngủ đây. Còn em Aino là từ khi Lindo về là ở nhà Lindo mọi người. Aino. Aino. Nghe chưa? Ê, là tao. Ok, lên tao có mặt. Chào bạn đi. Ok, lên chào các bạn, đừng đem mời đây. Ok, đừng mời gì không? Xem TV à? Ui, trời đời sống cáo ấy. Đấy, TV, tu lanh nữa. Tu lanh, có chụp Lindo. Đấy, bê xí. Đấy, tu lanh của Lindo. Đúng. Đây là nhà của Lindo, bây giờ Lindo về là gọi là em Aino nữa. Hiện tại bây giờ đang ở đấy mọi người. Đúng. Ê, cùng, bố xe ta giao nửa cô đã kì. Luanda. Sí, visitar a família. Ah, como? Você agora? Porque a mãe estava muito doente e agora é por isso que eu ia lá depois. Já, eu ia em Luanda visitar a mãe. Agora a mãe está tudo bom já? Ah, já passou. Não, muito tempo você fala comigo que a mãe está doente, não é? Sim. Ah, e agora a mãe está tudo bom? Mas lá você, aquela vez eu tô ligando para você, você falar lá tem emprego já? Não, naquela vez é que a mãe, porque tá muito doente, até mesmo agora. É. Aquela micro. Fala só. Lá em Luanda, arranjei mesmo coisa, tô procurando mesmo trabalho, não tá aparecendo aí. Agora, é por isso que eu cheguei aqui. Para falar com o chefe Alex. Mas... Se vai dar continuar com o chefe Alex ou não. Porque lá está muito difícil. Está muito difícil, chefe. Sim. Só mesmo para conseguir mesmo coisa, jantar mesmo, está difícil. Các bạn đấy, bây giờ em ấy bảo là bây giờ là cái hôm trước lần trước ấy là xin mình là đi thăm mẹ thôi. Nhưng mà sau thì mẹ nói ở lại làm, nhưng mà sau đó thì nghĩ là công việc ở trên Luân Đá, ở trên thủ đô là sẽ dễ ra mắn hơn, dễ kiếm tiền hơn. Nhưng mà thật ra là không phải, thì tất nhiên thôi. Tại vì mình cũng đã nói là thì những anh em làm trong team của mình, cho cả anh em trong team của mình thì cái mức lương cũng như là tiền ăn, tiền uống là rất là ok. Nói chung là đầy đủ hết mọi người ạ. Cho nên tất cả mọi thứ đều là cái mức lương cũng khá là cao. Để mà nói mà nếu mà không có bằng cấp gì cả mà lên Luân Đá mà làm những công việc nặng thì chỉ đủ ăn thôi mọi người. Chứ còn mà để mà cuối tháng mà giữ tiền một số tiền để mà phụ giúp gia đình là không có đâu mọi người. Gọi là tại vì là bây giờ làm đấy thì vừa có tiền ăn hàng ngày này, cuối tháng thì nhận được lương rồi mọi người. Lâu lâu lại có các anh chị những người Việt Nam yêu mến kiểu là cho quà, cho quà, có điện thoại cho các kiểu là vui nha rồi này. Em nuôi bữa đó có quà Việt Nam tiếp này. Aqui você, mas você já sabe, só que aqui que tá bom, melhor para trabalhar. Thì agora você vai, você já sabe, é difícil. Bây giờ thì khổ là em làm cameraman mọi người ạ. Ngày xưa là quay phim cho mình. Nhưng bây giờ là của em đi lạc là quay phim cho mình rồi. Cho nên là thì bây giờ là để xem, mình hỏi xem là có trong team là xem là có ai gọi là cần quay phim thì mình sẽ, còn nếu không thì mình cũng sẽ nhận mọi người. Tại vì là cũng giúp, coi như là tạo điều kiện giúp cho anh ấy có một cái cơ hội để mà có thể làm được, tạo công an việc làm mọi người. Mas agora você saiu quando? De manhã? Sim, de manhã, cheguei de manhã. Você tem que esperar, mas agora está vivo onde? Eu só cheguei no Páscoa. Ah, você que é irmão do Páscoa? Sim, sim.
Đây là cũng là người nhà gọi là anh em với Pasqua mọi người ạ. Đây là anh em có chú bạn chứ đấy với Pasqua. Agora se mais eu já tenho dica aqui agora. Tá bem? Dica agora. Não, chefe. Pelo menos só quero trabalhar mesmo com o chefe Alex porque pelo menos só aquele valor que o chefe me dava já antigamente. Ia para só sustentar o joelho. Bây giờ là nói là bây giờ kể cả bây giờ cho làm ảnh về lại là cái mức lương một nửa của đợt trước là được rồi mọi người. Là biết cái sự khó khăn và sự khốc liệt ở trên luôn đá như nào đấy, rất là khó làm ảnh. Nếu mà không có bằng cấp gì cả thì mà cũng không sống bón chén, không có gọi là ấy thì cũng rất là khó để mà sống đến đất luôn đá lắm. Bây giờ mọi người thấy là anh em của anh Nụ bây giờ là Mario đây, hai người kia nữa là đến đây đâu để mà kiếm việc làm mọi người ạ. Ra đây việc làm rất khó, làm khó mà để mà kiếm tiền mà đủ để mà có tiền để giữ được, đúng không? Vừa ăn uống nó đã khó rồi. Đồ ăn đặt lắm. Đồ ăn đặt lắm, đúng rồi. Bây giờ đúng rồi. Bao gạo bây giờ 20.000 rồi. Đó. Bây giờ bao gạo như đặt mọi người ạ, thì lên giá cả rồi. Tại trên cái giá thì cái giá tiền đô la lên thôi. Thì chúng là giá tiền đô la lên thì cái gạo nó sẽ lên. Thì bên này là cũng không có cái gạo được như gạo như nào cả. À, cũng không có sản xuất được gạo mà thành ra là cái gạo rất là đắt. Nhưng mà cái tiền đồ thì lên. Dạ. Tao bom. Mas agora vou ainda coisa, vou ainda para pensar pouco, já? Amanhã vou dar responde, já? Pode dar mesmo essa hora. Não, vou pensar. Você agora até vou pensar ainda bem para ver se trabalhar. Já? Já. Em lập tổng thì cũng rất là ngoan, từ trước này rất là ngoan, em làm thì cũng rất là ngoan và cũng chịu khó nữa. Thì đợt trước là gió là mẹ ốm thôi, thì phải đi thôi. Còn rất là ngoan. Nên là khi mà mình nói như vậy để cho em ấy biết được cái tầm quan trọng của công việc, cũng như là sẽ sau này sẽ biết được cái giá trị của công việc hiện tại bây giờ em ấy đang làm. Đấy, thì cũng rất là tốt, không có, gần như là không có chỗ nào mà có thể mà tốt được chứng như đây được. Vừa có tiền ăn, vừa có tiền lương nè mọi người. Bây giờ, mas agora você que foi lá no Luanda, depois vem aqui no Ruambo, né? Sim. Depois vem aqui. Sim. Aí đi từ sáng đến tối, mọi người. Sáng đến tối, bây giờ là... anh đã nấu ăn chưa? Nấu ăn chưa? Ăn rồi. Nấu ăn rồi à? Đã nấu ăn chưa? Nấu ăn chưa. Chứ mà ăn rồi chứ nữa nào, trong bàn ăn rồi chứ nữa. Được. Cái này, cái lúc này là mình... Bụng cỏ em cái rồi. Vùng đây cái này là mình nấu món canh mướp mọi người ạ. Canh mướp trong bản bản Santu ấy. Mọi người bảo là người dân bản là bảo là cái này chỉ sử dụng để rửa chén bát thôi. Nhưng mà hôm nay mình cũng nấu canh mướp rồi. Thì cái video chắc nó sẽ lên trước. Có gì ngày mai mọi người sẽ đón xem cái video mình làm mọi người. Não, tento mesmo de ligar alguns números. Acho que trocaram o chip. Também. Agora sim, é por isso que eu cheguei hoje. Porque os números que eu tento mesmo de ligar mesmo, tá mal. Acho que me trocaram mesmo de pé do chip. E agora. Là có gọi cho mình rồi nhưng mà chắc đổi số mọi người ạ. Đổi số rồi vì lại là em ấy cũng không nhớ số nữa đây. Không gọi. Em ấy bảo là thôi xin lỗi vì là đến mà không bảo trước. Nên là thôi chứ bây giờ thì tạm thời là công việc như thế đâu mọi người. Bây giờ nếu mà mình thì cũng sẽ có người thêm người hỗ trợ cũng được. Em ấy Nụ thì mình và em định làm quần áo quay phim. Còn em lập tổng thì mình sẽ xem là sắp xếp là sẽ làm trong việc quay phim hay là làm trong việc gọi là đi theo cùng với mình mọi người, hỗ trợ mình. Đấy, thì cũng chỉ có lên bản và giúp đỡ người dân bản thôi. Bom, mas agora tua mãe agora tá tudo bem já, né? Não, essa não, agora saúde, tá tudo bem lá? Saúde mais ou menos. O pai tá onde? O pai não tá. O pai é onde? O pai faleceu. O pai morreu, né? Bộ thì mặt mọi người lớn mẹ thôi. Mẹ thì bệnh. Mà agora tua mãe viva lá com quem? Viva sozinha. Aí giờ mẹ ở mình. Em đi thăm một lần rồi. Đúng. Mẹ ở mình mọi người. Mày ta luôn này nè. Mẹ ở mình. Bố thì mất rồi. Bây giờ muốn quay lại đây sẽ để xin việc mình tiếp mọi người. Xin tiếp tục xin công việc của mình. Để xin làm tiếp tục công việc. Đấy. Thôi thì mình nói chung là cùng chắc chắn là sẽ đồng ý thôi mọi người. Vì là
dù sao thì em ấy cũng đã gắn bó với mình từ đợt đầu tiên. Chứ mà bây giờ mình giả vờ nói suy nghĩ tí cho em ấy căng thẳng tí, ngày mai mình sẽ bảo cho em ấy sau. Thì cũng sẽ nhận em ấy làm thôi. Đấy. Ok, agora, mas agora fica só assim para amanhã vamos falar, yeah? Vamos falar. Agora você vai dormir onde? Pascoa? Ou agora? Não, você vai pode dormir aqui primeiro um dia aqui. Depois fala com o Pascoa, vai dormir com o Pascoa. Mário, depois abre lá para dormir junto com ele, yeah? Levanta. Ok. Bây giờ là để một lát nữa cho ngủ bên nhà của Mario một cái. Của ai đi ngủ ấy. Đúng. Đấy. Đủ rồi. Đấy, Lindo chuẩn bị sáng ở đây. Lindo chuẩn bị về, chuẩn bị quay lại Âu La thôi. Ê, sure, quá thật. Cảm ơn. Lâu rồi, không nổi chuyện, chú Lindo. Lindo về bên ở qua, muito qua luôn. Nhiều. Quá thật. Muito presidente, muito... Presente. Presente, muito. Ê, quá thật. Đấy. Quá thật các bạn. Lâu rồi, không nổi chuyện, chủ Lindo không gọi được. Không gọi được à? Không được, không được. Không gọi được, cái gió chủ Lindo nói chuyện về Việt Nam thôi. Không, chỉ có nổi chuyện thôi, đúng rồi, không về đây nữa. Ok. Ok, dạ, tá bom. Agora, cozinhar para ele comer já. Depois vamos lá. Aumenta mais aí. Vai na recepção de primeira vez. Para... Compra mai nấu ăn cho em ăn luôn nha. Có gì ngày mai đây nói công việc tiếp. Vâng. Ngày mai dậy sớm thì để đi mua bánh kẹo các em nhỏ nha. Vâng. Đây là cửa hàng Lý Philip ấy. Vâng. Mua bánh kẹo em nhỏ. Vâng. Ngày mai có chiến dịch là đi mua bánh kẹo mọi người. Mua nhanh sớm thì không là khó mua lắm. Ở bên này trung thu thì ở Việt Nam thôi mọi người quên đi. Thì mình tưởng là ngày hay ngày cả bên này nữa. Thì mua bánh kẹo để mà chuẩn bị tổ chức trung thu cho các bạn. Hay phát bánh kẹo thôi. Ok, agora fica para dormir aqui com ele, já? Sim. Amanhã vou dar responde aí. Sim. Aumenta a linha para cozinhar. Já? Ok. Ok, bạn, aí thì ngày hôm nay, cái video hôm nay thì cũng muốn là quay lại xem là sự xuất hiện của em cameraman là Lạp Tông. Chắc là ngày xưa là cả, gọi là mọi người cũng đã biết rồi. Một số người xem từ thời xa xưa, lúc mà mình làm chuyển xe tinh thường ấy, là đã biết em Lạp Tông rồi, là một cameraman của mình. Thì có một lần thì cũng đi lên thăm mẹ và tìm một công việc mới. Thì bây giờ là đã quay lại và cũng muốn là gọi là khó khăn quá mọi người ạ. Cũng không trên luôn đã là không có việc nữa và là cũng không có việc và không có tiền. Cho nên là muốn quay lại xin mình làm tiếp. Đấy, thì mình đang nói là để suy nghĩ thôi. Nhưng ngày mai thì thôi mình để em ấy làm luôn mọi người. Thì video ngày mai chắc mình sẽ kết thúc ở đây. Và mọi người cảm thấy video này hay vậy nhỉ thì cho mình một like, một share. Không để kênh Quang Dung Vlog cuộc sống chứ đúng không nha. Ok, chào các bạn. Chào các bạn. Ok. Dạ, tá bom. Agora para cozinhar. Para comer, nấu ăn đi. Ok. Agora você vai bay nhà aqui, depois vai ra, depois cozinhar aqui. Bay nhà agora, depois trocar roupa. Bây giờ này, về mọi người. Mình cũng mở đống bản về mọi người.